2, mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái cây mà họ chuyên gia dùng để làm cảnh. Ở trong cắm hoa thì họ thường dùng cái cây này để cắm hoa nữa. Cái này không phải đâu. Đây là cái cây mà họ thường dùng để cắm hoa này, cắm viên, làm viên xung quanh hoa này. Đây chính là cái mình muốn nói tới. Cái cây này có tên là Phát Tài và nó có cái hoa nó rất thơm đấy. Nhà nào á, mà phổi có lộc á, khi trồng cái cây này này nó sẽ ra rất nhiều hoa. Cây nó phát triển nó ra rất nhiều hoa. Nhưng mà có một số nhà trồng cái cây này nó lên rất tốt nhưng mà nó không có hoa nhé. Đó, cái cây nhà ba cái gốc to lắm. Đây là cái gốc của nó này. Đó, cái gốc ban đầu của nó đây. Ở đây là những cái mầm con thôi. Đó, đây, những cái mầm con này. Khi lên tốt thì bạn sẽ cưa nó đi. Đó, cái lá mọi người nhìn thấy nó dễ thương không? Mình sẽ qua bên này. Đó, đây, mình sẽ xấu những cái cây lá nhỏ hơn. Mọi người thấy không? Nó có này, màu xanh này, màu vàng này, màu xanh này, màu xanh đậm hơn này, màu vàng này, màu xanh này, màu vàng này. Đó, nó cứ xen kẽ từng màu với nhau. Đó, cái lá nó từ lúc chuẩn bị ra nó đã xen kẽ màu thế này rồi, thấy chưa? Và khi làm hoa thì họ thường gặp lá nó lại thế này. Đó, thành từng bông thế này. Ở giữa là có thêm cả cái bông hoa hồng nữa. Nhìn nó rất là dễ thương. Bông này mình chỉ cần cầm thế này thôi là mình đã thấy đẹp rồi, chứ đâu cần gì nhiều hoa nữa. Tại vì nó có màu xanh với màu vàng nữa nên nó đẹp. Đó, mọi người thường họ uốn nó thế này này. Đó, tạo thành cái vòng tròn xung quanh cái bó hoa. Đó, cái cây rất đẹp đúng không? Đó, và cái cây này thì nhiều người họ trồng, họ cắt. Đó, cắt và lấy cái lá này đưa đi bán. Cây này được gọi là cây Phát Tài nhé. Ở đây thì ở trong vườn thì ngoài trồng một chậu rất to, gốc rất to nha. 1, 2, 3, 4, 5, được 6 mâm nhé. Đó. Cảm ơn nhé.